Xin chào các bạn, ở đây mình có ba chiếc máy và trong video này mình sẽ có một cái trải nghiệm vui là một cái so sánh vui vẻ ở trên ba con máy này. Thì ở đây chúng ta có một cái Galaxy Note 3 và chiếc Sony Xperia Z Ultra cũng như là cái Lumia 920. Đây à, khá là hay nha. Mình cứ nghĩ là cái bút chì thì chỉ có trên con Z Ultra này mới nhận ra thôi, nhưng mà trên con 920 thì nó cũng nhận ra nữa. Trên con Z Ultra thì đôi lúc nó bị chập chờn một tí, tuy nhiên nó cũng cái độ mượt nó cũng không kém đâu. Thì video này mình sẽ so sánh cái trải nghiệm dùng bút, dùng viết hoặc là cái gì dùng viết để mà thao tác trên ba con máy này, nó sẽ cái nào nó sẽ thích hơn. Thì đáng lẽ ra là cái 920 là mình sẽ dùng cái chìa khóa này, bởi cái lúc mà 920 nó ra mắt thì nó chứa danh là cái việc màn hình nó được dùng khá là nhạy, rất là nhạy với mọi thứ. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng cảm thấy hơi sót, và tới bây giờ thì thấy được dùng cái bút chì này trên đây được thì mình sẽ dùng cái bút chì này thay cho cái chìa khóa kia. Đây, thì so sánh thì việc đầu tiên sẽ là những cái thao tác cơ bản trên mỗi máy. Thì về con Note 3 đây, mình sẽ dùng, thì đương nhiên thì cái cách thứ nhất là về cái việc cách cầm. Các bạn thấy thì cái cách cầm cái bút nó thoải mái hơn, đây nó rất là đơn giản, bây giờ chỉ cần mình vuốt ra như vậy thôi, vẽ và quẹt qua quẹt lại rất là nhạy và rất là thích. Có thể xem là Note 3 là chùm rồi. Còn về với Sony, đây các bạn hay xem thì đây là cái bút chì của chiếc Z Ultra. Chứ à, mình xin lỗi, là cái chi cái bút chì và cái màn hình của Z Ultra là nó được xem là có thể dùng bút chì đây được. Thì đây, các bạn thấy thì nó cũng rất là mượt. Và mình sẽ đây, mình vuốt lên, vuốt xuống, ở đây mình sẽ dơ lên cho các bạn xem luôn cho nó dễ. Đây, mình sẽ chì này qua đây. À, nó cũng đôi khi nó do là cái tiếp điểm của cái đầu bút chì nó không được to, thì mình phải mài cái đầu bút chì nó phải dẹp đi một phần, tức nghĩa là cái đầu mà nó phải như này. Đây các bạn xem đây, nó phải dày một tí vậy đây, thì mình mới tiếp tạo ra cái tiếp điểm trên cái màn hình này nó nhiều được, dùng nó mới được. 920 tưởng ra là phá cái dớp, phá cái độc quyền, cái hay của Z Ultra rồi. Mình thì không biết có máy nào dùng bút chì được hay không, mình chỉ biết mỗi dính anh cha thôi. Đây vẫn là cái phần mềm mà mình trước đây mình vẽ linh tinh các thứ, không biết là dùng tiếp sẽ ra sao, dùng tiếp thì dùng sao ta. Đây thì thôi thì kệ đi, chưa tới cái việc so sánh việc vẽ. Đây thì cái việc mà dùng thao tác trên dính anh cha thì nó cũng do là cái việc tiếp điểm của bút chì nó không được nhiều, cho nên thì dùng nó không bút lắm so với Note 3. Tuy nhiên thì về cái việc cầm cái bút chì này nó cũng thoải mái, tương đương như cái bút này, do là nó quá dài. Đây, một so sánh vui vẻ, khá là vô chi vô nghĩa. Tuy nhiên thì mình video này thì mình chỉ muốn show cái tính năng, những cái tính năng mà mình thích của những cái con máy này cực kỳ thích thôi. Như Z Ultra thì với cái tính năng là dùng được cái bút chì, dùng nó cũng tương đối được thôi, chứ nó không có mướt lắm so với của Samsung, có nghĩa là không có cái độ tin tưởng lắm so với cái nó cái bút của Samsung. Quả thật là cái bút của Samsung nó rất là tuyệt vời. Đây, vuốt lên vuốt xuống nó cũng ok, cũng mẫu mát, cũng rất là tuyệt, cũng rất là tốt á. Nhưng mà so với Samsung thì mình nghĩ là không rồi. Thì đây là trên Z Ultra, thì các bạn hãy để ý kỹ nha, cái con Z Ultra này là mình đã dán cái tấm kính cường lực này rồi đó. Rồi bây giờ là qua tới cái con 920. 920 là đáng lẽ là phải chơi cái món này đó, nhưng mà hơi nhót. Đây, máy còn rất là đẹp à, bấm mấy cái lúc này không được rồi. Đây rồi, nó bị xi nhê ra đây 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 đấy, các bạn thấy đó, vuốt cái trên vuốt xuống không được. Chơi này thì chơi hơi bị nhót quá, mình đổ cái dưới chì đi, không ngờ là nó nhạy luôn cả với dưới chì. Quả thật là cái màn hình 920 nó không làm mình thất vọng. Mình rất là ấn tượng với cái tính năng này của 920,
có nghĩa là dùng dao kéo cái gì cũng được. Tao thử cái này trên con giết anh cha thử xem còn nó có gì không ta. Ồ gắn được luôn, tính ra cái màn hình hai con này công nghệ với nhau hả? Sao thử trên con Note 3 mình giết chị vậy coi. À đây không được, nó ba thì không được, còn dùng cái bút của nó ba chắc chắn là trên những con này thì chắc chắn là không được rồi. Đấy, các bạn thấy là không được đó. Đây, vuốt lên vuốt xuống, tiếc là không có cái tính năng, mình sẽ lại tiếc là không có cái vẽ cho cái 920. À đúng rồi, hình như là mình nhớ thì con 521520 thì nó cũng có cái tính năng như vậy, cũng có cái tính năng viết vẽ vời nữa. Ở đây là con 1520 của mình, mình thử xem sao, thử vào cài đặt xem. Lên Win 10 rồi, không biết là nó còn cái tính năng đó không. Lên bảng 10 rồi, không biết là nó còn không, thôi bật hết luôn rồi, nhưng mà cái đầu nhạy thì vẫn không có, không được. Đây, sẽ thử thôi, vẫn được với cái chìa khóa nha, chìa khóa thì vẫn được, ok. Đây được rồi nè, là do cái tiếp điểm đây rồi, như vậy là có thêm cái món đồ chơi nữa rồi. Tại vì nếu mà dùng cái bút này, cái bút chì này mà kiếm một cái áp vẽ vời gì đó trên cái 920 thì chắc chắn là cái màn hình 920 nó khá là nhỏ, dùng nó không có hết, phải có một cái máy to. Thì đây 1520 mà đủ đồ chơi. Đấy. Đấy, kiếm lên to luôn, kiếm một cái áp vẽ vời gì đó cho nó chơi luôn cho nóng, để mà màn so sánh này nó vui vẻ một tí. Thì mình này cũng chỉ là để vui vẻ thôi. Đây cái app nào đây, My Cat Book Private Band đi. Đây ngon thành lúc được không ta. Đó, hết được rồi, sao nó vui vẻ quá nhỉ. Thực ra nó không có ổn định bằng trên con 920, 920 cũng không ổn định lắm. Tính ra là ngọt à, như vậy là đối với mấy cái này chỉ bọn nó là nhạy nhất đối với cái này đó. Cái này được vô cái là được liền rồi. Thì mình trở lại với cái xin ra là tạm thời thì anh em nhà Lumia sẽ đứng qua một bên cuộc chơi này. Bây giờ sẽ tới cái việc mà vẽ ở trên con Note 3 so với con Z trên cha. Tại vì cái bút chì thì bản chất thì con Z trên cha nó vẫn là chuyên, chẳng qua là còn 920 những cái dòng Lumia chẳng qua là do cái màn hình nó quá nhạy, cho nên thì nó được tích hợp sẵn bút chì thôi, mình nghĩ là như vậy. Thì cho nên thì tạm thời bây giờ chơi cuộc chơi của Z trên cha với Note 3. Ok, bây giờ vô cái Exynos nha. Exynos để xem. Đó. Giờ mình sẽ vẽ này hay không có ý nghĩa gì cả. Đây, đầu tiên mình sẽ ký cái tên của mình đây. Cái tay tay mình đè tì đây một cái điểm nhấn của nó ba rất là hay. À, có vẻ có giờ bạn không thấy. Cái tay mình đè vô đây. Này, ký lại nha. Ký lại. Đó, đây, rất là hay. Còn đây bên Note 3 để xem ký sẽ như thế nào. Đó, bây giờ bật cái app này lên. Cái app này không biết dùng luôn, không biết có ai biết dùng không. Bây giờ không biết là phải xử lý ra sao. Kiếm cái này cái gì, như cái tùy chọn của nó thôi. Xong mà cái gì layer gì tùm lum hết. Nó không có cái gì để xóa sao ta. Cái này nó còn do cái con Z Ultra này nó cũng chạy Android 12, nó cũng hơi lag nữa. Thôi mình sẽ không dùng con này để so sánh đâu, thì mình sẽ có một con căng sức hơn. Đây,
Đây, thì con này nó sẽ có phần mềm sẵn, con cũng là Z5 cha luôn, có sẽ có phần mềm sẵn của Sony dùng luôn. Ok, phần mềm sẵn của Sony ngày trước. Đây, mình sẽ vẽ cái chữ bảo lên đây. Đây các bạn thấy này, tùy cái tay vô là bị dính liền. Đấy, nó hơi Samsung, Sony làm cái tính năng này hay quá nhưng mà vẫn thua Samsung về cái việc mà nhận diện cái tùy tay. Em ghi đó bắt buộc mình phải hở cái tay khi mà ghi như vậy này, và như vậy thì nó sẽ không có trải nghiệm tốt bằng cái việc con Galaxy Note 3. Đấy, thì xong một trải nghiệm, một cái so sánh vui vẻ giữa các con máy. Thì ở đây mình sẽ thử luôn cái 1520 bây giờ không biết nó có tải xong chưa, và bây giờ nó hết hết cảm ứng được luôn không. Đây, như vậy thì chắc cũng không có thử nữa. Đây, thì video đến đây là xong rồi. Thì các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like, một subscribe cũng như là share nó với bạn bè. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.